chân cầu tâm điểm. Giữa một bên là đội 789 và Man City. 789 là đôi bố con anh Hà và Đức Anh. Bên này là anh Nghĩa và Việt. Tỷ số 1-1. Bóng qua lưới. Tỷ số là 3-1. Nhưng mà đội bố con. Bóng tốt. 4-1. Bóng tốt. 1-5. Bóng vào lưới. Đầu lại. Lưới 1-6. Bóng tốt. 6-2. Rất khó khăn, rất gay cấn. Bóng ra ngoài. 7-2. Đội bóng còn chơi rất ăn ý. Đội bóng ra ngoài. Điểm cho Man City 3-7. Bóng vào lưới ra ngoài 3-8. Bóng ra ngoài 8-4. Rất bóng tốt. 9-4. Người đặt bóng 5-9. Đứng chuyện cầu tâm điểm 8-10. Giữ bóng tốt, cầu thủ thành công. Tỷ số lớn là 1-0 nghiêng về đôi bố con của đội 789. Set thứ 2 bắt đầu. Còn Man City giao bóng. Tỷ số lớn là xe này là 789-2. Đầu bóng rất cơ chịu. 3-0. Cầu cái bóng khác hẳn. Bóng. 5-1. 6-1. Thank you.
1-8. Thành thủ thành công 9-1. Qua lưới 2-10. Ba mười. Chiếu chân gì? Ba 11. Kết thúc set thứ hai, tỷ số lớn đang là 1-1. Đội đang bàn chiến thuật rất là hăng say. Đúng chân cầu tâm điểm, căng hết cả thẳng. Bóng ra ngoài 1-0. Đội bóng 0-2. Hay rồi nhà ơi. 0-3. Thế trận rồi. Đúng. Và giật bóng rất đẹp mắt của Việt. B5 của Man City.
7, 10. Điểm rơi rất tốt. 10, 8, rất gay cấn. Thế tư bắt đầu. Thế này 7-8-9 chấp. Không hàng. Đấu rất xoáy. 3-0. Đấu ra ngoài. 0-4. Đức Anh có vẻ có vấn đề với đá bóng của Việt. 5-3. Đá bóng tốt. 4-2. Và ôm lại không thành công của anh Nghĩa. Tỷ số lớn, tỷ số đang là 4 đều, tỷ số set đang là 4 đều. Và đặt bóng lại rất nặng. Quyết đoán của Đức Anh, tỷ số lớn đang là 5 đều. Mại của Đức Anh hay lắm. Cháy bàn, cháy bàn. Anh Nghĩa gớm thật. Không hổ danh. Anh Nghĩa bàn. Ra ngoài. Bảy đều, rất căng thẳng. Một nghiêng về con Messi.